Rồi, mở cửa trái tim. Một, hai, ba. Dạ, dạ. Rồi, chúng ta hãy mở hình lên để kiểm tra coi. Giống em không? Dạ giống. Giống hả? Cũng giống. Giống chỗ nào? Giống mặt tròn á. Giống mặt tròn. Có mắt, có mũi, có miệng. Mặt anh này, anh mặc anh trái tim em ơi. Em vẽ anh mặc vũ điền quá à. Dạ. Đúng không? Anh này người ta mặc V-line nè. Còn bên đây sao cái mặt ta méo méo bên vậy cưng? Trời ơi, cái cổ mất tiêu luôn. Cái mặt tới cái mình bủng mỉm ghê ha. Giống được cái môi son. Thôi được rồi, xuất sắc rồi đó. Hai bạn đã thành công trong cái việc chọn hình. Cảm ơn hai bạn. Giữ tấm hình làm kỷ niệm nha. Sau này có lấy nhau về nhớ đưa con coi ba mẹ vẽ nhau đó. Rồi tặng quà đi cưng. Nói chung gấp quá anh cũng không có mua đi được nhiều. Dạ. À, xin tặng em. Rồi cảm ơn anh ạ. À, cảm ơn. Rồi. À, bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn trưa. Một món ăn rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng ha. Đây là gỏi vẹm xanh hoa chuối, rồi dồi dê nướng, chả giò trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Rồi hai bạn cùng thưởng thức với nhau và trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. À, ăn rồi nói chuyện với nhau nha, tìm hiểu nha cưng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn chị. Ngon miệng. Dạ, mời. Dạ, anh. Dạ, mời anh ăn. Không biết em tên là gì à? Anh cũng chưa hỏi tên. Dạ, em là Tiên. Tiên? Ừ. À. Anh thì tên Sáng. Em thấy thế nào khi mở cái khung ra đó? Như là em hình dung hay là em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng giống giống như vậy. Tại vì em cảm giác như là những người có cá tính mạnh mẽ thì thường sẽ sở hữu một ngoại hình nhìn nó nam tính giống như vậy. Anh cũng giống như vậy. Đúng ra là tóc anh tóc dài đó. Nhưng mà cách đây mấy bữa anh có làm xong cái công trình. Nói chung ngoài nắng, nắng lắm, với lại nóng nữa. Nên anh hớt cho nó ngắn cho nó mát. Nhưng mà không nghĩ là trùng hợp như vậy nên tóc anh ra chưa kịp. Cái việc mà thời gian gặp nhau chắc là ít quá ha, tại vì xa như vậy. Với anh thì lớn rồi, yêu xa là không quan trọng, quan trọng là thích nhau rồi hay là thương nhau rồi. Và là giống như là kiểu như là ít gặp đó thì tạo ra mình cảm giác thương thêm nhiều hơn. Nếu mà quen nhau thì gặp cỡ một tháng một lần, một năm một lần hay là... Không, anh nghĩ thì công việc thì tự anh làm thì anh có thể tự sắp xếp được. Anh có thể nghỉ 1, 2 đến 3 ngày, có thể là một tuần cũng được. Nếu có cái gì đó em cần anh thì anh có thể tự mình quyết định được điều đó. Tại là anh tự làm chủ bản thân anh được. Có thể là 2 tuần hoặc là 1 tuần anh có thể vô thăm một lần. Anh chơi 1 ngày, 2 ngày anh về cũng được. Cái điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu em thật sự thương anh thì em có thể cảm nhận được điều đó. Còn anh cũng không có muốn là em phải vì đó mà em phải mất thời gian của em. Còn riêng em thì sao? Em mong gì người bạn trai của em? Em cũng chưa có định hình một cái mẫu bạn trai hay là mẫu người nào đó rõ ràng lắm. Thì em vẫn chưa có trải qua những cái gì nó sâu sắc quá hay là gặp một cái gì đó nó ấn tượng quá. Nên em nghĩ là có thể thích nghi được. Nhưng mà trong lòng em hoặc là trong bụng em cũng có thể hình dung ra một người bạn trai hoặc là một người chồng tương lai sau này của mình sẽ có những cái gì, hoặc là những thói quen, hoặc là người đó như thế nào thế nào, hay là em muốn người đó như thế nào với em, yêu em, phải gần gũi với em hay là gì đó, thường xuyên nhắn tin ví dụ. Em thì em thích một người con trai độc lập hơn, không phải quản lý của thời gian của em mà họ tự quản lý thời gian của họ được. Mà em nghĩ vẫn thích chắc chắn là một người tử tế, tại vì họ tự quản lý thời gian của họ cho nên mình sẽ tin tưởng để họ tự làm gì đó chứ không có gây em sự bất an. Em
Nếu em có suy nghĩ gì là có chung một cái suy nghĩ chung của anh. Dạ. Có nghĩa là khi yêu thì mình không nên gò bó người khác. Anh cũng không thể ép em là phải như thế này thế kia. Mình cần cái sự chia sẻ, nhưng mà em muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe. Còn anh cũng không thể nào ép em phải nói ra cái điều em không muốn nói. Và em thích yêu thì yêu nhưng mà vẫn có những cái không gian riêng. Dạ. Để làm gì? Em thích cái cuộc sống một mình á, kiểu thích cái không gian riêng của bản thân mình. Còn đôi lúc có những cái đoạn lắng lại để kia, để bình tâm trở lại, để sắp xếp mọi thứ. Đó là những cái tư duy rất là lý tưởng của những người chưa yêu. Còn giống như chị, những người đã trải nghiệm tình yêu rồi, nhiều rồi, chị lại mong muốn trời ơi làm sao tôi có thể giải quyết hết công việc để tôi có cái thời gian bên cạnh người tôi yêu. Nhưng lại không được, tại vì quá nhiều công việc. Cho nên lúc nào chị cũng cảm thấy thiếu thốn, muốn ở bên cạnh người mình yêu, được đi đâu đó, được nắm tay nhau, được đi xem phim, được đi chơi, nhưng lại không có thời gian. Trong khi những người chưa yêu thì lại muốn có không gian riêng để mà lắng động và chiêm nghiệm cuộc đời của mình. Thôi thì hãy giữ cái lý tưởng đó, đến khi nào mà bạn yêu sức đầu mẻ trán, bạn mới hiểu được như thế nào là cái lý tưởng trong tình yêu. Mỗi người trong một giai đoạn cuộc sống sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Không thể nào so sánh giữa chị và em ai đúng ai sai, bởi vì đó là lý tưởng của mỗi người trong một thời gian nhất định. Có thể cái lý tưởng đó nó sẽ thay đổi sau một thời gian khác, có thể vậy. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ bóc lá bài của chương trình. Dạ. Đọc lên chị nghe coi. Thể hiện một hành động tình cảm chứng minh mình khỏe mạnh, cổng bế bạn gái một. Hiểu rồi gì? Muốn dạ. Làm gì làm đi, xin phép bạn gái và thể hiện. Làm thiệt hả chị? Ủa chứ không lẽ làm giỡn trời. Qua bên đây. Rồi chúng ta có thể thương lượng với bạn gái đi, cổng bầm ổng gì đó một vòng. Mà trước tiên hỏi bạn gái thì có đúng đồng rồi, ý không? Em hỏi mà. Chứ không lẽ chị hỏi. Em thấy thế nào với yêu cầu của chương trình? Em có đồng ý không? À, trước mắt là làm cái gì trước cái đã. Cổng, ẩm, bồng, vòng vòng ở đây, 5 vòng đi qua đi lại, đi qua một đi lại. Một vòng hả chị? Ừ, thôi một vòng. Ẩm, bồng, cổng, muốn cái nào? Thôi ẩm đi. Dắt được không chị? Không. Ẩm đi cưng. Dạ. Rồi đứng lên đi cho ảnh, cho ảnh ảnh. Nhưng mà em sợ ẩm cái ảnh không dài bình thuận được quá. Sao vậy? Nặng quá làm sao? Có đâu em. Không, anh đi bằng xe máy nè. Rồi, ẩm. Xa xa ra ngoài kia rồi ẩm đi qua bên đây rồi đi về trả lại về vị trí là vừa. Qua bên đây. Ôm chặt vô để té bây giờ. Rồi ngược lại về vị trí, nhẹ nhàng đặt vào chỗ ngồi. Thôi được rồi, khỏi đặt chỗ ngồi. Khỏe không em? Dạ. Chắc không? Tay có run rẩy gì không em? Dạ chắc. Không rung rẩy gì. Không rung rẩy hả? Dạ. Rồi vậy em khỏi phải. Đó là kiểm tra nhiều thứ lắm đó. Dạ. Gì ngạc nhiên vậy? Đọc một bài thơ tình lãng mạn tặng cho đối phương không lãng mạn sẽ bị phạt. Được không em? Em thật sự là em không biết thơ luôn. Thì đó, bây giờ em làm sao đó, không thôi là em bị phạt đó. Thơ không thơ thì hát, không hát thì làm múa, em làm gì đó em làm. Mình nghệ sĩ mà em, phải biết làm gì chứ. Hát đi chị. Rồi hát được không em? Đổi dạ. Từ đọc thơ qua hát được không? Dạ. Người hãy quên em đi và... Chắc cô này bị phạt quá. Có trợ giúp bằng điện thoại được không chị? Rồi cho trợ giúp điện thoại lấy lời luôn. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô nếu em ở lại. Trời ơi, có mấy câu mà làm cho tôi mệt, dễ sợ luôn á. Rồi, 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Mời bạn trai nói trước. Nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy thế nào? Em thấy nãy giờ nói chuyện với nhau, em có cảm giác là có cái gì đó gần gũi, hay là có cảm giác gì đó muốn tìm hiểu với nhau hay không? Khi mà nhìn thấy anh với lại nghe cách anh nói chuyện thì em thấy anh là người chín chắn và trưởng thành nữa. Em thấy có sự chân thành ở trong đó. Như em thì em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Em có thích đi hay đi biển không? Dạ có. Nếu em đồng ý thì anh sẽ thường xuyên chở em đi tham quan biển La Ghi của anh. Dạ. Nãy giờ là mình hỏi người ta thôi. Suy nghĩ của mình hiện tại, cảm nhận trong lòng mình như thế nào? Mình có nhận xét gì về cái người đối diện? Trước tiên thì cô bên đó là có nghĩa là mẹ của em Thiên. Thì lúc mở ra thì
Riêng cá nhân anh, trong lòng anh nghĩ giống như là anh có cũng đã từng gặp mẹ em hoặc là em, có nói chung là có cảm giác là cũng là có từng gặp ở đâu rồi, hay cũng có sự gần gũi khi gặp thấy em á. Rồi sau nãy giờ nói chuyện á thì anh cảm thấy là có một cái cảm giác là rất là thăng, là có sự rung động trong mình, à, muốn tìm hiểu thêm em. Rồi, dạ. Chào chương trình. Dạ, chào cô. Chào cô ạ. À, thật sự là tôi mời cô vào là tại vì bạn trai này quan sát rất là tinh tế, rất là ngồi ở trong này nhưng mà nhìn ra bên ngoài là thấy có cô. Cô cảm thấy như thế nào? Thì cô nghĩ cháu sáng đây tới đây là cũng như có duyên với con mình mới ngồi đây. Dạ, thì, cảm ơn cô. Thì cô thấy cái tuổi thì cũng hơn cũng tiên rồi, thì cô cũng được rồi. Qua thấy tiếp xúc hai cháu mà tiếp xúc nhau thì thấy thật thà, rồi vui vẻ mà có công ăn việc làm ổn định. Yeah. Rồi cái khoảng cách đây với đó thì cũng giờ mình có xe mà mình đi. Yeah. Cũng không có bao lâu tới đâu, cũng rất là nhanh. Yeah. Thì cái ngày này cũng hợp với ba của Tiên. Ba của Tiên cũng làm bên sắt đồ hả cô hay sao cô? Ba Tiên thì cũng thích cái ngày này. À dạ. Thì mẹ thấy thì cũng được đó. Mẹ nói vậy là tại sao chị mời vô ngay lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định bấm nút hẹn hò, chúng ta nghe ý kiến của người thân là đúng là tuyệt vời nhất. Dạ, trước tiên thì con cảm ơn bác qua những lời nói của bác. Đến đây thì con cũng mong kiếm một người bạn gái và một người vợ sau này của con. Con thì không tài giỏi gì nhưng có cái nghề thì có thể con có thể lo được em Tiên sau này. Là ghi nhận. Dạ, cứ ghi nhận. Dạ, mong cô yên tâm ha. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chỉ cần nghe cô nói như vậy đúng thôi. Đúng ra là hôm nay ba mẹ con có tới, nhưng ba mẹ con mắc đám cưới ở ngoài Bình Định lần, nên ba mẹ đi trước chương trình đi đòi tới nên không tới được, nên em con đi với em gái của con. Em gái. Dạ. Rồi, vậy thôi, cũng hy vọng một ngày nào đó hai gia đình hai bên cũng sẽ gặp nhau. Dạ. Nếu mà mình bấm nút thì cái ngày đó sẽ không xa. Dạ. Nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi, mời cô ạ. Hai bạn bắt đầu vào vị trí của mình ha. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cảm nhận từ nãy giờ câu chuyện của mình như thế nào? Đưa ra quyết định. 1 2 3. Rồi. Quá tuyệt vời. Mời hai bạn về bên đây. Nắm tay nhau nha hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rất là dễ thương. Quê quán nghề nghiệp nè. Dạ, em là Lê Thị Hương, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa. Em hiện tại đang sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kế toán nhân sự. Chị Hương là vô đây bao lâu rồi chị Hương? Em vào đây từ hồi học đại học 2009. Là chị sống với ai trong đây? Ở trong này thì có gia đình em, ba mẹ rồi các anh chị. À, là gia đình mình đã chuyển vào đây hết rồi đúng không chị? Dạ. Dạ. Rồi mình nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình giùm em hay chị Hương ha. Nói về gì hả chị? Điểm mạnh điểm yếu của mình đó chị. Tài lẻ sở trường của mình nè. Điểm mạnh điểm yếu là điểm mạnh thì của em thì em nghĩ là chắc là năng động, trung thực. Nói chung là làm cái gì thì sẽ quyết tâm làm cái đấy. Còn điểm có yếu sở trường hay là cái gì không? Sở trường thì chắc cũng không có sở tài lẻ gì hết, thì hát thì cũng biết hát sơ sơ vậy thôi, nhưng cũng không có tài lẻ gì nhiều. Chắc tài lẻ về con số thì hợp lý hơn. Còn về điểm yếu, về điểm yếu thì chắc là cũng vì cái sự quyết tâm mà thành ra là nhiều cái nó sẽ đi khuôn khổ nhiều quá. Mình áp đặt bản thân mình cũng tương đối nhiều, áp đặt bản thân, kỳ vọng mong muốn đặt lên khá là nhiều. Ừ.
Rồi, mình có sở trường tài lẻ gì không chị? Ca múa hát hay tập thể dục thể thao hay gì nè? À thì nói chung là tài lẻ thì chắc đồ về bộ môn vẽ với lại hát thì cũng nói chung là tạm nghe được thôi chứ không phải là gọi là tài lẻ gì. Nói chung là biết hát. Biết hát. Biết hát thì chắc mời chị hát một xíu ha, được không hay là chị đi làm là cũng ngại? À, thì cũng được thôi, có sao. Dạ Một chị khúc giùm em hát giùm một hai hai câu giùm em ha. Rồi mời chị ạ. em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai, vô tư và diễu hành. Dạ Rồi hậu quá thôi, rồi. chắc ở đây là đông quá chị cũng ngại rồi. Thôi thì sẽ hát sau với biên tập nếu mà chị lọt vào vòng trong ha. Rồi và tình trường của chị mấy mối rồi chị ơi? À, em thì có hai thôi. À, một là bạn từ hồi năm năm nhất đại học. À, nói chung là tuổi sinh viên học trò thôi. Còn một thì là chồng cũ của em. Rồi mình kể về cái mối tình với chồng mình đi. Quen bao nhiêu, bên nhau bao lâu rồi kết hôn, lý do vì sao chia tay này kia chị? À, thì quen nhau được 2 năm hơn, Ừ. cưới dạ cưới thì độ 9 năm, Đã có con dạ cái rồi. con em có một bé lớp 7 với một bé gái lớp 7, một bé trai lớp 5. Hiện tại thì đang ở với em nuôi 2 bé. Rồi, ở với 9 năm thì như thế nào mà hai vợ chồng dẫn đến cái việc là mỗi người một nơi đây? 9 năm là con số cũng quá dài nha. Thì thực tình là chắc là cũng hết duyên khi mà ba của các bé tìm được một người gọi là tình yêu thì ba của các bé quyết định thôi thôi chứ không gì. Là nhưng mà trước khi đó thì mình có ly thân hay là mình có mâu thuẫn hay mình có làm do hay Không, là ông nhưng là mà ông có tìm được tình yêu rồi là mình phát hiện ra rồi dẫn đến đúng không? đúng là không có gì hết, không có gì. Nói chung là ở trong quá trình sinh sống thì cũng có một vài lần nó cũng xảy ra những cái tình trạng như thế. Nhưng mà sau cái bữa đó là sao mà phát hiện ra ông có tình yêu mới? Thì cũng không biết nữa, chứ chắc là cũng ở trên tâm linh. Cái gì mà tâm Tại linh dữ tại vì bình thường thì mình không có cầm điện thoại của ba các bé, nhưng mà hôm đấy thì 3 giờ sáng mình nghe tiếng tinh tinh, xong rồi qua 4 lớp mật khẩu mình vẫn vào được thì với cái người gọi là gọi là gì ta, gà mình nuôi mình hiểu quá rồi, mật khẩu mình cũng có thể luận ra được trong từng câu nói hàng ngày ấy, thì mình vào thì thấy nó quá nhiều. Lúc đó mình chắc cảm xúc của mình như thế nào? Mình quyết định liền luôn hay sao? Hay là có nói chuyện gì không? Thì nói chung là cái lúc đấy thì mình cũng giữ rất là, tại chắc là mình sống lý trí hay sao ấy, mình cũng giữ bình tĩnh, xong rồi mình chụp lại tin nhắn, chụp lại tin nhắn rồi thôi, rồi xong rồi mình cũng chỉ gửi một cái invoice để biết là nói với các bạn ấy rằng là tôi biết rồi đấy, nên thành ra là cư xử sao cho nó hợp lý. Còn trên quan niệm thì mình vẫn giữ là mong muốn là gia đình cho các con. Nhưng mà đỉnh điểm sau hai người quyết định là dừng lại luôn. À thì nói chung là ba của các bé tự tự đơn phương ly hôn để đi 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 kia. Rồi ra tàu là mình bắt hai con, rồi ông có chu cấp gì không? À có tháng thì ba cũng chu cấp cháu 6 triệu. Cái hai đứa mà một mình nuôi xong mà nuôi hết À, rồi, từ thì đó tới đây là bao lâu rồi? từ tháng 11 năm 21 đến giờ. 3 năm trời. Mấy mẹ con thì sống với ngoại hả hay sao? Không, mình ở nhà riêng. À, có nhà riêng. Phú Cường Thủ Dầu Một luôn hả?
Ở khúc nào vậy? Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhà chị khúc nào? Nhà em cũng ở Phú Cường. Ủa vậy hả? Mày ở ngay đường Nguyễn Văn Tiết. À, nhà em ở đường Nguyễn Tri Phương. Ồ vậy hả? Vậy thì cũng gần sát lên. Dạ. Dạ. Rồi. Cùng hôn ha. Rồi là từ đó đến nay là chị có quen thêm ai ha? Thì nay có mang con. Thì một vài người cũng mai mối, nhưng mà thực tế là mình cũng chưa có định hướng để thêm ấy, vì thứ nhất là mình cũng rất là sợ cái vấn đề là con cái chung này, rồi xong thứ hai là cái lúc đấy, tại thời điểm đấy thì các bé nó nhỏ, thì mình sợ là mất thời gian san sẻ, rồi mình cũng nghĩ là trong cái thời điểm đấy mình nên học thêm lên để mình còn cái công việc của mình nó sẽ ổn định hơn, cái mức thu nhập nó sẽ ổn hơn để còn lo cho hai bé nữa. Cũng đấy, cũng có quen một vài người, nhưng mà thực tế là chỉ quen trên tinh thần bạn bè thôi. Khi mà chị tham gia chương trình này thì là chị có nói với con hay như thế nào? À có chứ. Mình cũng hôm qua mình cũng nói chuyện, mình bảo là thì chắc là bây giờ là các bạn lớn rồi, tại vì bạn gái thì lớp 7 rồi, các bạn cũng lớn, các bạn cũng hiểu. Xong rồi mình cũng nói chuyện, rồi các bạn cũng bảo là nói chung là cũng cũng không vui lắm, nhưng mà thì là theo nói chung là các bạn cũng không nói gì, nhưng mà có vẻ rồi thì vẫn cũng sợ bị san sẻ. Nết mà. Dạ. Rồi bây giờ đối tượng của chị tìm một người như thế nào? Về ngoại hình, cao thấp, mập ốm gì nè? Rồi nói chung nhìn là như mẫu người giống ai không? Dạ. Không, mình chẳng cần giống ai, tại vì đối với mình thì mỗi người là một duy nhất. Người ta sống sao cho nó đúng với cái phiên bản tốt nhất của người ta là được rồi. Dạ. Yeah. Còn chẳng hạn như vậy là thì cũng dễ nhìn một xíu. Dễ nhìn một xíu, đừng có gọi là nói đây không phải phân biệt, nhưng mà không phải là khuyết tật, dạng vậy thôi. Vậy thôi. Rồi. Họ chạy đi hôn nuôi con. Rồi tuổi tác thì sao chị? Công việc như thế nào? Quê quán ở đâu phù hợp với mình? Nói chung là nếu như ở Bình Dương thì ổn, còn không thì chỗ nào mà có người phù hợp thì cũng được. Nói chung là lân cận Bình Dương thì cũng vẫn ok ha. À, rồi đúng rồi. Rồi. Còn công việc thì phải ổn định, thu nhập thì cũng phải ổn định. Tại vì thực ổn định của chị thì thu nhập khoảng bao nhiêu là ổn định? Tầm 20 trở lên. Tại vì nếu như thế, tại thời điểm này thì ví dụ như thế là nuôi con, nếu như mà các bạn ấy có gia đình rồi nuôi con, chu cấp con thì chắc cũng phải tầm vậy, thì bắt đầu mới trang trải qua lại. Rồi tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì dưới 50 thôi là được rồi. Còn chẳng hạn như trường hợp mà các bạn chưa có gia đình thì cũng được không sao, nhưng mà tìm hiểu thì cũng phải định hướng. Ví dụ như bây giờ nói chung là người ta phải yêu thương con cái mình, rồi chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh của mình thì được, còn không thì mình cũng phải chúc phúc cho người ta thôi. Mình cũng không thể nào đáp ứng được hết những cái điều mà người ta có thể đặt ra, thì thay vì mình cứ cố thì mình sẽ chúc người ta hạnh phúc thôi, chứ không gì hết. Còn trên cái tinh công thần việc thì là miễn sao là làm nghề gì cũng được, miễn sao 20 triệu là được. Nói chung là công việc thì ổn định, thì bên cơ quan nhà nước thì càng tốt. Thật sự rồi. Là mình thì là chồng cũ thì là bên bộ đội, nên là xưa đến giờ thì mình cái chắc là cũng gọi là tâm lý ngành nghề sao, cái gì chắc ăn thì mới làm, còn không chắc ăn thì nhiều khi cũng không làm, dạng vậy á. Thì nói chung là cái nào cũng được, hợp lý là được rồi, không có phải, tại vì đây cũng gọi là trên cái cơ hội thôi, chứ cũng không biết được là nó như thế nào.
cho mình một cái cơ hội thôi. Dạ, rồi. Thì là chương trình cũng đã ghi nhận hết những thông tin của chị ở đây rồi ha. Ở đây chính mấy dòng casting đầu tiên thôi. Thì có gì thì mình sẽ vòng 2 mình sẽ nói chuyện với thêm nhiều hơn với biên tập ha.